xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi khi tình yêu chấp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn hỡi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại video của Thành Phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe cái bản Buồn ơi chào mi trong cái album Nguyễn Ánh Chín. Thể hiện cái bản Buồn ơi chào mi hôm nay Thành Phạm vừa mới sưu tầm được cặp củ này rất quý. Hôm nay test mời quý vị và các bạn nghe chơi tham khảo. Đây là cặp củ hết số cho A7. Nhưng mà nó là 16 ôm, mới quý. Đây là cặp củ Thành Phạm mới sưu tầm được, là cặp củ 802 trừ 16G. Đó. Còn cái cặp củ đằng sau đây là 802 trừ 8G.
Cái cặp cổ 802 trừ 16G này thì tôi cũng chỉ gặp loáng thoáng chỉ một đôi lần, từ khi ngày sưu tầm đến giờ thôi, chứ không có sẵn đâu. Cặp cổ này rất hiếm. Cặp cổ này hãng cũng sản xuất ở sau những năm 75 trở đi, nên ra là cũng đã có một số sự cải tiến ở trên cặp cổ này. Đó. Cải tiến như nào thì tí nữa Thành Phạm sẽ giới thiệu đến quý vị cho nó chính rõ ràng hơn. Và nếu quý vị nào quan tâm đến cặp cổ này thì Thành Phạm sẽ cài đường link ở dưới mục giới thiệu, quý vị vào xem thông số của cái cặp cổ này. Thì sơ bộ cái cặp cổ này thì nó có cái thông số Thành Phạm nói qua, thì nó thông số nó là nó cũng như những cặp cổ khác, đó là từ lực 500 Alico và từ lực đó là 15.250 câu. Đó. Cắt tần thì từ 500 hẹt đến 20.000 hẹt. Đó. Và nó là 16 ôm. Cặp này rất quý cái ôm thì tôi đo đây này, tôi đo cái dán đây này. Tí tôi lật lên. Nó có hai bên đều 9,4 và 9,4 hết. Rất cân. Đấy mới hay chứ nhỉ. À, đi với kèn cặp này thì lên với kèn 511B và nắp cho hệ thống A7 16 ôm chứ không phải là A7 8 ôm, rất quý hiếm. Cái phân khối cặp cổ này thì nó cũng ngang với cặp cổ 16 ôm, ví dụ như là nó có những cặp cổ 808Z là màu xanh ấy thì nó cũng là 16 ôm nhưng mà nó dùng cho diaphragm là diaphragm viền thíp symbiotic, còn đây là viền aluminum. Và cái cặp 16 ôm thì nó có cả cặp 806A màu xanh hoặc màu đen. Thì cặp 806A cái từ lực nó bé hơn cặp này. Cặp 806A từ lực nó 13.000 gâu, cái này là từ lực 15.250 gâu. Cặp này nó cũng giống cả cặp phân khối và ôm, nó giống cái cặp 802D nhưng quý vị đã rất chi là yêu mến và rất chi là săn tìm nhiều. Đó thì là 802D cặp này cũng bằng phân khối nhau. Đó. Nhưng cặp này nó ra sau những cặp của 802D khoảng hơn chục năm. Nó ra khoảng những năm sau, những năm 75 trở đi, nên hãng đã có sự cải tiến rất lớn ở trên cặp cũ này. Thì tí nữa Thành Phạm sẽ giới thiệu về cái cải tiến đó. Và bây giờ thì để test tiếp thì lại mời quý vị và các bạn nghe bộ dây nhé. Nghe test bộ dây. Đó, nghe bộ dây. Thank you.
Rồi, quý vị vừa nghe cái bộ dây cặp củ kèn 802-16G thể hiện. Đây một cặp củ rất mới vừa tháo thùng ra, quý vị nhìn cái thép lon nó này. Sáng choang. Đó. Ở đây này. Đó. Và cái số ôm của nó thì nó có cái ôm 9,4 và 9,4. Đó, 9,4 và 9,4. Đó, 9,4. Đó. Cân rất cân, tuyệt đối cân luôn. Đó, lại lên cho hệ thống A7 16 ôm. Cái lắp lưng của nó thì rất đẹp. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, quý vị nhìn này. Lắp lưng rất đẹp. Đó. Rất đẹp. Hiếm với cặp củ này, cũng chỉ lần 1, lần 2 tôi gặp được cái cặp củ này thôi, còn củ 802-8G thì sẵn. Đó, củ 802-8G thì rất sẵn. À, không thiếu, sẵn 8 ôm thì rất sẵn. Còn sang phần cái đời này thì người ta làm là 16 ôm. Đó. Rất hiếm. Đó, bây giờ thì tôi lại mở cái ruột ra để mời quý vị các bạn xem cái diaphragm của nó, chiêm ngưỡng cái diaphragm của nó. Xem cái diaphragm của nó. Cũng như những cặp củ khác thì đây diaphragm zin thì nó là phải diaphragm đế dày ấy, cẩn thận nó chạm vào đây nguy hiểm, đế dày viền xéo là một. Đó, rất đẹp, bộ này diaphragm nó rất đẹp quý vị. Đây này quý vị xem ấy, rất đẹp đó, zin từ con ốc đẹp không điểm trừ. Đây này quý vị nhìn cái thép non của nó, cái thép non của nó còn sáng óng lên, sáng óng lên đấy, sáng óng lên, thấy không? Diaphragm này của nó thì không có một tì vết gì cả, rất đẹp, lần đầu tiên tháo thùng rất đẹp. À, quý vị xem kỹ. À, rất đẹp luôn. Đó, đấy, xem kỹ như này, dầu riêng rất đẹp. Đó. Vừa xong tôi có nói là sang cái phiên bản này thì hãng có cải tiến, thì cải tiến cái gì? Thì những cái cặp củ 1 inch hay 1,4 inch mà hãng sản xuất trước những năm 75 thì thường thường cái mũi khế của nó, đây quý vị nhìn này, cái mũi khế của nó thì là bằng sắt, đó bằng sắt. Mới bằng sắt như này. Thì sang cái đời này thì hãng bắt đầu là làm những cái mũi khế bằng hợp chất này, nó như là đá và nó như là nhựa ấy, để chống chói gắt. Thì quý vị đặt tai nghe lên tai, quý vị nghe kỹ, nghe đi nghe lại nghe kỹ vào, thì quý vị sẽ thấy cặp củ này tiếng nó rất êm, rất ngọt. Ta nghe lâu ta không thấy mệt, mà độ vintage nó rất cao. Đó. Nghe nó cực kỳ là hay và vintage luôn, bởi vì là nó đã làm cái bộ chống chói gắt, cái người ta phải khoét cái sắt này xuống, khét cái sắt này xuống, thế và người ta đúc cái hợp chất này, người ta đặt vào đây thay bằng cái mũi khế bằng sắt này. Đó, thay bằng cái mũi khế bằng sắt này đấy, thì cho nó tiếng nó đỡ chói gắt. Đó. Sang cái đời này quý vị nghe kỹ đi, nó là mũi khế bằng hợp chất này, hãng rất tự hào làm một mũi khế này mà quảng cáo rất nhiều trong các đời về sau này, kể cả những cái đời Lam châm ferrit
là người ta làm bằng mũi khế này hết. Và bắt đầu từ sau củ 288G trở đi, ví dụ như 288G trở đi, 288G thì vẫn là mũi khế bằng sắt, đến 288H là bắt đầu là mũi khế bằng cái hợp chất này rồi. Hoặc là những cái đời 291 trừ 16C là mũi khế này rồi. Đấy, là chống chói gắt. Là những cái đời model của những sau 575. Từ 575 trở đi. Thế đây là một cái hợp chất mới, hãng cải tiến và làm cho cái chất âm nó chống chói gắt, và quý vị nghe, quý vị thấy đặt tai nghe tai, quý vị sẽ thấy nó tiếng nó rất êm, rất ngọt và rất vintage. Cái độ nhạy của cái này thì nó 110 mấy decibel đấy, nó không thấp đâu. Thành Phạm sẽ cài cái đường link ở dưới để quý vị xem tham khảo cái về cái cặp củ 802 trừ 16G này, rất quý hiếm, rất hay. Lắp cho kèn 511 và lên cho họ có hệ thống A7 trừ 16, tức là A7 16 ohm đấy, rất hay. Rồi ok, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay Thành Phạm giới thiệu đến quý vị một cặp củ kèn 802 trừ 16G, và Thành Phạm cũng có cả 802 trừ 8G. Nếu quý vị nào quan tâm đến đồ gì thì liên hệ với Thành Phạm trực tiếp, Thành Phạm sẽ gửi ảnh qua Zalo quý vị xem. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.